Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Xem tử vi tháng 5 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng tháng chi tiết mới nhất tháng 5 2019 theo lịch âm của 12 con giáp. Tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Theo tử vi tháng 5 2019 của người tuổi Tý, xem bói tử vi tháng 5 tuổi Tý năm 2019 về sự nghiệp, tiến triển vượt mức trong mong đợi. Người này hoàn toàn xuất sắc về nhiệm vụ được giao, đồng thời cùng giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết vướng mắc, xây dựng hình tượng mới trong mắt mọi người và tạo dựng hoàn hảo tình cảm đối với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Nhờ vậy, vận tài lộc của người tuổi Tý trong tháng 5 vô cùng hanh thông và thuận lợi. Về chuyện tình cảm, bước vào trạng thái lý tưởng nhất. Về nhân duyên thì vượng, người độc thân trở nên khá hấp dẫn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Gia vận thì hòa thuận và nồng ấm. Tuổi Tý bước sang tháng 5 2019 thì công việc rất thuận lợi, có sự khởi sắc đáng mừng. Về tình cảm, chuyện vui nhưng con cái lại bất lợi. Về ngoài ra, cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Tử vi trong tháng 5 2019 cho người tuổi Sửu. Về vận thế, tử vi tháng 5 2019 của người tuổi Sửu khá bình thường, sự nghiệp ảm đạm. Chuyện hợp đồng và quan hệ đối tác cần đặc biệt chú ý, tránh sơ suất mà gây ra tổn thất lớn. Về chuyện tình cảm, quay về vận khí bình lặng. Đối với người đã yên bề gia thất thì nên kiên nhẫn và quan tâm tới mọi người hơn. Cần dùng tim để chăm sóc tình cảm thì quan hệ mới được lâu dài. Nếu không may có chút tranh cãi thì nên lùi lại một bước. Về vận nhân duyên của bạn sẽ giúp đỡ nhiều. Tài vận thì người này dễ nảy sinh suy nghĩ và hành động có phần mạo hiểm, nên học cách bình tĩnh và chờ đợi. Đối với những cách làm không hợp pháp thì nên tránh xa và tốt nhất để phòng người khác mê hoặc hoặc muốn thuyết phục bạn làm điều không đúng và tránh đi con đường xấu. Tháng này có thể nói là tháng may mắn của người tuổi Sửu, vì mọi chuyện đều lưỡng toàn song mỹ, từ công việc tới tài vận. Nhưng về sức khỏe thì tuổi Sửu sẽ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, đầu óc hay quên. Người nào có gia đình thì đường con cái gặp bất lợi và hay ốm. Tử vi tháng 5 2019 của người tuổi Dần. Tháng này vận tài lộc của người tuổi Dần tương đối thuận. Bạn có thể đầu tư chút thử vận may, sẽ có người tìm bạn vay tiền. Cần suy nghĩ cẩn thận rồi hãy quyết định. Về mặt sự nghiệp thì tiêu điều, tính tình ham hư vinh có phần nặng nề vì quá đề cao mình mà không hoàn thành được việc gì. Mặc sức khỏe thì ảnh hưởng đến áp lực về công việc và tránh thức đêm, ưu sầu quá nhiều, chú ý chất lượng về nghỉ ngơi. Tháng 5 2019 tuổi Dần gặp cát lợi, may mắn trên nhiều phương diện, tài vận hanh thông, được quý nhân và nữ giới giúp đỡ. Nhưng dù có tốt thì tuổi Dần nên đề phòng các bệnh về dạ dày và tiêu hóa. Tử vi năm 2019 của người tuổi Mão. Trong tháng Canh Ngọ, vận trình của người tuổi Mão thăng trầm bất ổn. Về công việc xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác hay phát triển, tuy nhiên phải cạnh tranh kịch liệt với đồng nghiệp. Về áp lực thì cực lớn, cần hành sự thận trọng, kẻo công việc đổ xuống sông xuống bể hết. Về phương diện tài chính có khá nhiều biến động, có dấu hiệu mất mát về tiền bạc, đầu tư thua lỗ hoặc kinh doanh gặp trở ngại do yếu tố chung của thị trường. Về phương diện tình cảm không lý tưởng, vì quá áp lực mà mệt mỏi với công việc, chuyện kiếm kế sinh nhai mà không còn cảm giác yêu đương hoặc mặn nồng, tình cảm bị thiếu hụt. Tuổi Mão trong tháng 5 2019 sẽ được thăng quan tiến chức và được nhiều người khen ngợi, ca tụng, nhưng cần đề phòng các bệnh về đường tiêu hóa, tai nạn về lửa điện, dễ đụng vào dao kéo. Tử vi tháng 5 2019 cho người tuổi Thìn. Tử vi tháng Canh Ngọ báo hiệu sự khởi sắc về thứ tài, điều đó đồng nghĩa với việc tuổi Thìn gặp khá nhiều may mắn về tiền bạc, đầu tư kinh doanh tại thời điểm này khá suôn sẻ.
có tiền tích lũy về công việc tiến triển khá thuận lợi, mặc dù bản mệnh phải đảm nhiệm về khối lượng công việc nhiều và áp lực tinh thần, ham học hỏi và làm việc hăng say mang lại không ít cơ hội thăng tiến và tăng lương cho bạn. Về chuyện tình cảm, tiến gần vào giai đoạn ổn định, tình cảm lứa đôi rất mặn nồng, gia đạo bình an. Một số cặp vợ chồng đón tin vui về chuyện con cái. Chiếu theo tử vi tháng 5 2019 của 12 con giáp, nhiều tuổi Thìn sẽ có cơ hội để thăng tiến, phát đạt và tiết kiệm được khoản tiền kha khá. Gia đạo có tin vui nhưng có hạn về bệnh tật, cần chú ý về việc ăn uống kẻo rất dễ bị ngộ độc. Tử vi trong tháng 5 2019 của người tuổi Tỵ về vận trình tháng 5 2019 âm lịch của người tuổi Tỵ khá ảm đạm. Về vận trình tháng 5 2019 của người tuổi Tỵ khá ảm đạm. Chính tài trung bình, thứ tài hầu như không có, hạn chế đầu tư, tham gia các trò đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Trong tháng có thể phải tiêu đến số tiền lớn vì chuyện của gia đình. Về công việc gặp nhiều trở lực, tiến độ trì trệ. Kết quả cuối cùng không lý tưởng, nên thay vào đó một thói quen làm việc tận dụng sức mạnh tập thể để tạo đà phát triển về bản thân. Còn về tình cảm, người độc thân thiếu cảm giác an toàn, dù làm quen với nhiều người nhưng khó nảy sinh tình cảm. Về tháng này, tuổi Tỵ có cơ hội mua sắm nhà cửa xe cộ sự nghiệp, có bước ngoặt lớn về tài sản thu được dồi dào, nhưng trí óc có phần đãng trí. Hay quên nên dễ mất một số đồ vật về cá nhân, tìm cũng không thấy. Tử vi trong tháng 5 2019 của người tuổi Ngọ, sang tháng Canh Ngọ cũng là tháng bản mệnh, tuổi Ngọ đương đầu với thái tuế, vận khí thăng trầm, tinh thần bất ổn, lo nhiều hơn vui và có dấu hiệu nghi ngờ, hoài nghi trong tình cảm lứa đôi. Nếu cả hai đều cố chấp nhận, không chịu nhường bộ, e rằng chuyện bé xé ra to, đôi bên xung đột nghiêm trọng, tình cảm khó hàn gắn. Về tài vận, tuy sáng nhưng khó tụ, thứ tài khởi sắc mang đến nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh thu lời, tuy nhiên hầu như kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, tích lũy được nhiều, công việc đối mặt với trở lực, các mối quan hệ xã giao bất ổn, điều tiếng thị phi và bủa vây. Tuổi Ngọ cần bình tĩnh và tỉnh táo mới vượt qua, và ngược lại càng nóng vội hấp tấp thì càng mua dây buộc cổ vào mình. Luận tử vi trong tháng 5 của 12 con giáp, tuổi Ngọ có những triển vọng phát triển, đặc biệt tạo điều kiện để vươn tới thành công. Ngoài ra, tháng này về đường con cái sẽ gặp bất lợi về sức khỏe và hệ sinh sản, có biểu hiện theo chiều hướng xấu. Tử vi tháng 5 2019 của người tuổi Mùi. Trong tháng 5 2019, Ngọ Mùi âm dương hòa hợp, mang đến nhiều mối lương duyên tốt đẹp. Về cơ hội thoát ế đã đến, bản mệnh chủ động trong các mối quan hệ, sẽ có trải nghiệm vô cùng lãng mạn trong công việc, nhiều điểm sáng và có cơ hội thăng tiến. Dù làm ở lĩnh vực nào, bạn cũng gặt hái thành công nhất định. Tuy nhiên có điểm báo tiểu nhân quấy phá ở hành sự, hãy thận trọng, đừng để bước đường thăng tiến và cản trở. Tài vận vẫn trên đà khởi sắc, trong tháng bạn liên tục gặp may mắn về tài chính, đó có thể là nhặt được tiền rơi hoặc đòi được món nợ cũ hay là được trúng thưởng. Chiếu theo tử vi tháng 5 của 12 con giáp, tuổi Mùi có lộc làm ăn, công việc xôn sẻ, nhưng hãy đề phòng nạn bỏng cháy hoặc sức khỏe suy yếu, cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, kẻo vướng vào kiện cáo về điều tiếng không hay. Ngoài ra cần chú ý đi khám sức khỏe về sinh sản. Giới tính thì sức khỏe đang đi theo chiều hướng xấu, đầu óc hay quên đãng trí, lúc nhớ lúc quên. Chính có thể là vay vốn thành công, có người thân hay bạn bè giúp đỡ, có thể tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư tại thời điểm này. Có điều các chi phí phát sinh trong tháng nhiều, nếu không quản lý tài chính chặt chẽ, tiền bạc dễ tiêu tán, khó mà dồn vào để làm việc lớn. Về công việc tiến triển khá thuận lợi. Tử vi tháng 5 2019 của người tuổi Thân. Sang tháng Canh Ngọ, tuổi Thân nhận được nguồn viện trợ lớn về tài chính, có thể là vay vốn thành công, có người thân hay bạn bè giúp đỡ, có thể tiến hành mở rộng quy mô về kinh doanh, đầu tư tại thời điểm này. Có điều các chi phí phát sinh trong tháng nhiều,
Nếu không quản lý tài chính chặt chẽ về tiền bạc dễ tiêu tán, khó mà dồn vào để làm việc lớn. Về công việc tiến triển khá thuận lợi, chỉ cần tuổi Thân tập trung tinh thần, dành thời gian để làm việc gì cũng sẽ đạt được kết quả tốt. Người độc thân có nhân duyên khắc giới vượng, có thể gặp gỡ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý, trong đó chọn ra một người phù hợp, tình cảm hứa hẹn những trải nghiệm bất ngờ. Tháng này tuổi Thân sẽ được cấp trên và đồng nghiệp đề bạt tôn vinh và có thành quả thu được. Ngoài ra tuổi Thân đang có lộc về làm ăn, tài vận dồi dào và tiết kiệm được nhiều tiền của. Tử vi tháng 5 2019 của người tuổi Dậu. Xem tử vi tuổi Dậu năm 2019 sang tháng 5 2019, công việc của người tuổi Dậu đối diện với nhiều khó khăn thách thức, tinh thần làm việc khá ể oải, một vài hạng mục trì trệ, không theo kịp tiến độ, tài lộc ở mức trung bình, các khoản chi tiêu phát sinh nhiều, đặc biệt là những khoản tiêu xài để giải tỏa áp lực và xả stress trong công việc. Về tình hình kinh doanh buôn bán vẫn khá ổn định, có điều bản mệnh tất bật vất vả hơn mọi khi do biến động chung của thị trường. Về sức khỏe, chú ý đi ngủ đúng giờ để đảm bảo chất lượng và giấc ngủ tốt, hạn chế tình trạng đau nửa đầu, thiếu máu lên não. Tháng này tuổi Dậu có sự thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng cần đề phòng nạn thương tích hoặc bệnh tật, tránh nơi đông người vì kẻo điều tiếng kiện tụng không hay. Tử vi trong tháng 5 2019 của người tuổi Tuất. Trong tháng Canh Ngọ, về công việc của người tuổi Tuất tiến hành rất thuận lợi, cơ hội thăng quan tiến chức, lương đều có. Về quan trọng của bản mệnh là chủ động nắm bắt về thời cơ. Về năng lực làm việc ngày càng được khẳng định, tuổi Tuất được cấp trên giao phó nhiệm vụ quan trọng, đó là thách thức nhưng cũng đồng thời là cơ hội để bạn tiến thân. Hãy thể hiện bản thân thật tốt. Về tài vận sáng, có nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh, tuy nhiên không nên đầu tư theo kiểu phong trào mù quáng, làm gì cũng cần phải tìm hiểu rõ ràng về tỷ lệ thành công mới cao. Sang tháng, tuổi Tuất sẽ có cuộc sống bình ổn hơn, ít cạnh tranh và sóng gió. Ngoài ra, nhiều người có đường thăng tiến về đường công danh, tài lộc dồi dào, nhưng cần đề phòng các bệnh liên quan đến hệ thống sinh sản và giới tính. Tử vi tháng 5 2019 của người tuổi Hợi. Thoát khỏi tháng Phạm Thái Tuế sang tháng 5, vận trình tuổi Hợi khởi sắc hơn, công việc tiến hành khá suôn sẻ, đàm phán ký kết hợp đồng thành công và tốt đẹp. Về tình hình kinh doanh buôn bán ngày càng thuận lợi, được lộc trời ban, túi tiền rủng rỉnh và tích lũy khoản tiền lớn do những dự định quan trọng trong tương lai. Về phương diện tình cảm, có nhiều cơ hội để người độc thân gặp gỡ, kết thân với đối tượng khác giới. Có điều kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát hay đứng núi này trông núi nọ, rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình. Về sức khỏe, tháng này hầu như không mắc bệnh tật về nghiêm trọng. Tuy nhiên vì làm việc với cường độ cao nên cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, ể oải, nên chú ý nghỉ ngơi, đừng cố quá mà trở thành quá cố. Tháng này tuổi Hợi sự nghiệp hanh thông, tài lộc ít nhiều cũng được cải thiện, gia đạo gặp hỷ sự, có tin mừng và cần chú trọng về đường tiêu hóa. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến Thức Tử Vi Về Tướng Số của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất, nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất.